Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Thành Long, hiện đang học nhân viên bán thuộc ban quản lý tòa nhà VNPTnet 30 Phạm Hùng. Tuy là nhân viên mới vào công ty còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh chị quản lý, các bạn đồng nghiệp và chính từ những khách hàng của mình, tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, tôi còn được tham gia các khóa đào tạo do công ty VNC tổ chức như Kaizen, sơn cứu thương, phòng cháy chữa cháy, giải phóng tình huống. Đó là những khóa đào tạo vô cùng bổ ích, thực hiện thiết thực trong công việc và cuộc sống, nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ nhân viên, góp phần vào sự lớn mạnh của công ty VNC. Tôi cũng hy vọng trong năm tới, công ty VNC tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về ngoại ngữ, giúp tôi tăng cường khả năng giao tiếp trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Sau cùng, tôi xin chúc cho tất cả anh chị em nhân viên trong công ty VNC có một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!